con gái Thủy Tiên bị bạn lập group cô lập vì mẹ vướng nhiều thị phi. Khi được hỏi mẹ cậu là người tốt hay người xấu, Bánh Gạo liền đáp một câu khiến nữ ca sĩ nghẹn ngào. Dù đã 11 tuổi, thế nhưng thông tin về con gái của Thủy Tiên, Công Vinh vô cùng hiếm hoi, được giấu kín, bảo vệ kỹ càng từ nhỏ. Thế nhưng bé Bánh Gạo cũng không tránh được sự ảnh hưởng từ công việc, hoạt động của bố mẹ. Năm 2022, Thủy Tiên, Công Vinh bất ngờ vướng ồn ào. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết con gái phải hứng chịu những câu hỏi từ bạn bè về mẹ. Vợ Công Vinh từng ngậm ngùi kể chuyện nhóc thì bị bạn học lập group chat để nói xấu. Một lần, tôi tình cờ nghe con và bạn ở trường trò chuyện online. Bạn bé hỏi, mẹ bạn là người tốt hay xấu? Bé Gạo trả lời, mẹ mình là người tốt vì hay đi giúp mọi người, mẹ mình còn dạy mình phải đi giúp người nữa. Nhưng Gạo thậm chí còn bị một nhóm nhỏ bạn bè lập group chat nói xấu. Tôi thương con còn bé nhưng phải chịu những điều tiếng, trong khi tuổi của con chỉ nên đọc truyện cổ tích. Có lần, bé hỏi tôi, tại sao mình làm người tốt mà vẫn chịu chửi bới? Tôi chỉ biết ôm Gạo vào lòng, thấy khó giải thích với con về cuộc sống. Theo tìm hiểu, Bánh Gạo hiện đang theo học tại một ngôi trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính trung bình các khoản chi, mỗi năm, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên phải trả ít nhất khoảng 700,000 triệu đồng cho học phí của con gái. Nói về việc giấu kín diện mạo con gái, Thủy Tiên cho biết, nếu con gái nổi tiếng sớm sẽ tự cho mình là trung tâm và cho mình là bà hoàng. Vì vậy, cô quyết định giấu mặt con và mong muốn Bánh Gạo phát triển một cách tự nhiên, như bao đứa trẻ khác.